Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đó là một cái mẫu đầu hươu rất là đẹp nhá. Cái mẫu này của mình nó là hàng Nga, thì các bạn nhìn qua các bạn thấy được rằng đó là cái phần sừng của nó màu nó sẽ trắng toát luôn, rất là đẹp. Đó, còn da thì nó sẽ là bằng da hươu rồi. Đây, mình sẽ quay lại zoom gần hơn để cho các bạn, khi mà các bạn sẽ quan sát kỹ hơn về cái phần sừng nai nhé, sừng hươu đấy. Đó, đây rất là đẹp này. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được rằng nó ở trên cái phần sừng thật ý, thì các bạn nhìn thấy có cái đường vân sinh trưởng của nó này. Đấy, nó cũng như kiểu là cái cây san hô ấy, rất là đẹp luôn. Đấy, vân rất là xù xì luôn. Còn nếu mà như hàng giả bằng thạch cao ấy, thì nó sẽ không có các cái đường vân kỹ lưỡng như vậy. Đó, thì bên mình có hai dòng sừng là chính. Một là của hàng Nga và hai là sừng của Siberia. Đó, thì của hàng Nga bao giờ màu nó sẽ trắng hơn là so với hàng Siberia. Thì ví dụ như các bạn mà không thích hàng trắng thì các bạn có thể đổi sang hàng Siberia cũng được. Đó, thì ngoài những mẫu sừng hươu bên mình còn có rất là nhiều mẫu khác. Thì các bạn có thích mẫu nào các bạn inbox trực tiếp, mình cũng sẽ tư vấn và giải đáp giúp các bạn. Cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video clip của mình.